Đó. Cái dây. Cái dây nhá anh em nhá. Đó. Đồng con rồi. Ây da. Dạ vâng, là nói đầu tiên thì cho em gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe an toàn thể các bác có niềm đam mê yêu thích đánh thú rừng trên toàn cả nước nhé. Ở trong cái nội dung của video ngày hôm nay thì cơ sở bên em lại xin tổng hợp hai cái mẫu cạm kiềng mà được anh em thợ đánh sử dụng nhiều nhất. Đấy, trước khi vào giới thiệu chi tiết về hai cái mẫu cạm kiềng này thì em cũng xin giới thiệu qua cái mua bán. Đối với bác nào mà đang có nhu cầu sử dụng trên cái mẫu cạm kiềng nào thì các bác liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại để góc màn hình video. Để các bác điện đến thì bên cơ sở là sẽ lên đơn hàng gửi hàng cho các bác. Còn đầu tiên thì giới thiệu cho các bác là về cái mẫu cạm kiềng 14 cm. Về cạm kiềng này thì các bác mua về sử dụng đánh những cái con thú từ 7 kg đổ lại. Đấy, 7 kg đổ lại. Về cái mẫu này thì tất cả những cái mẫu cạm kiềng bên cơ sở nhà em đều bán là cạm loại 1. Đấy, cạm loại 1 thì ưu điểm của nó thì nó ít gãy. Và cái thứ hai nữa là cái độ bật của nó rất là khỏe thì nó sẽ giữ chân con thú được. Đấy, độ bật khỏe thì nó đi kèm theo là nó sẽ sập lên chân ở phần cao của con thú thì nó không bao giờ nó sợ, các bác mua về đánh là không bao giờ sợ bị đứt chân. Còn cạm loại 1 thì nó cực kỳ là dày. Đấy, rất là dày các bác. Đấy, hàng này dày dặn này. Đó, 14, răng khít này. Đó. Và một cái cạm thì sẽ đi theo là một cái bàn như thế này. Đấy, một cái lẫy như thế này các bác nhé. Đấy, một bó lẫy này là 10 cái cạm này là 10 cái. Thì một cái cạm thì sẽ đi theo là một cái lẫy như thế này. Còn bác nào mà muốn hỗ trợ làm thêm cái bàn nhẫm như thế này. Đấy, thì bên cơ sở là sẽ hỗ trợ cho các bác. Đấy, đây là cạm 14 này. Còn tiếp theo thì đây là về cái mẫu cạm 16 nhé. Đấy, mẫu cạm 16 đây. Hàng này thì nó cũng rất là khỏe và độ dày của nó thì bên cơ sở là đặt công ty là dày bình thường thôi. Đối với 16 này thì giữ được những con thú từ 10 kg trở lại. Đối với hàng này thì ví dụ làm dày quá thì lực phật nó mạnh thì xảy ra cái tình trạng là bị gãy. Và cái thứ hai nữa con thú nó sẽ bị thường thường nó sẽ bị sập đau và nó chết ấy. Đấy, thì bên cơ sở là thiết kế cạm tầm trung ở trên cái mẫu cạm 16 này. Đối với hàng này thì các bác đánh những con thú từ 10 cân đổ lại. Đấy, tất cả các loại trồn, chuột đấy, các bác sử dụng hoặc là sóc các bác đánh 16 cũng được này. Đấy, còn cách thức hoạt động của những cái chiếc cạm này thì nó khá đơn giản thôi các bạn. Đấy, ví dụ như đây là một cái cạm 14 này. Cách thức hoạt động của nó thì cũng chia sẻ cho các bác luôn. Đấy, ở đây nó sẽ có một cái ngạnh. Thì ví dụ các bác muốn mở cạm ấy thì các bác sẽ tì lên một viên đá hoặc là những cái phần cứng để các bác đạp chân đây thì cạm nó sẽ mở ra. Đây, ví dụ như thế này. Đó. Cái cạm nó mở ra ấy thì các bác sẽ cầm vào cái bên lặng nhé. Đấy, bên lặng. Còn mà bên này rất là nhẹ này. Đấy, bên nhẹ. Đấy. Bên lặng thì chúng ta sẽ gài cái lẫy vào cái vị trí ở cái bên lặng này các bác này. Đấy, gài lẫy, gài bàn vào đây như thế này. À, chúng ta sẽ sử dụng ở bên lặng đó. Đấy, còn ở bên nhẹ thì khi sập lên thì nó chỉ có cố định để nó giữ con thú thôi. Đấy, khi gài lên nó sẽ như thế này. Đấy, một cái cạm đấy, hoàn thiện nó sẽ như thế này các bạn này. Đấy, còn con thú đi qua nó nhẫm vào cái bàn đấy thì nó sẽ lẩy sập xuống và cái cạm nó sẽ theo cái lực đàn hồi nó sẽ sập lên và nó giữ chặt chân con thú nha các bác nhé. Đấy, cạm nào sử dụng cũng như thế thôi. Đấy, từ mẫu cạm 9, đây là tất cả những cái mẫu cạm kiềng thì nó đều nguyên lý hoạt động nó giống nhau. Đấy, khi con thú hoặc là con vật gì nhẫm vào cái bàn ở giữa đấy thì cái cạm nó mới sập lại. Đấy, con hàng 14 này thì nó rất là thông dụng, được các bác và anh em sử dụng rất là nhiều. Đấy, hàng 14 này. Đấy, độ sập rất là căng. Đấy, còn ngoài ra thì bên cơ sở em là bán tất cả những cái mẫu cạm kiềng. Đấy, từ những cái mẫu cạm nhỏ, ví dụ như là cạm bán nguyệt hoặc cạm chín dùng để bẫy chuột ấy. Còn là về dòng bẫy trồn thì nó có từ 12 cm cho tới là 18 cm. Đấy thì những cái mẫu cạm mà được các bác sử dụng nhiều. Đấy, bác nào mà đang có nhu cầu mua những cái mẫu bẫy cạm kiềng này về sử dụng ấy thì các bác liên hệ cho em nhé. Em để số điện thoại góc màn hình video ấy. Còn bây giờ thì xin chào nhé, hẹn gặp lại các bác ở những cái video lần sau.